Chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta có một khách mời vô cùng đặc biệt. Ở trên channel riêng của vợ chồng mình thì đã có hai video mà có cả chồng mình trong đấy rồi. Nhưng mà ở trên channel này thì chắc có lẽ là đây là video đầu tiên, kiểu video chính thức giới thiệu chồng mình. Còn video kia là video cưới thôi, đúng không? Đấy, nên là có rất nhiều bạn đã hỏi là tại sao chị không cho anh Thành lên sóng rồi, tại sao mãi chị không làm video với anh ý. Thì trong video ngày hôm nay bọn mình sẽ trả lời những câu hỏi mà mọi người đã đặt ra. Có rất là nhiều câu hỏi vì hôm qua bọn mình đã hỏi ở trên Instagram ấy. Bây giờ bọn mình sẽ chọn ra một vài câu để có thể trả lời cho mọi người nhá. Lần đầu tiên lên sóng mà thấy nhiều câu hỏi này, đang bị sốc quá các bạn ạ. Đang bị sốc. Thực ra câu hỏi mọi người hỏi nhiều nhất ấy là anh chị đã, tức là kể về mối tình của anh chị như thế nào và anh chị đã quen nhau như thế nào. Thôi cho xong giới thiệu đi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu một chút về bản thân vậy. Tên thì chắc sẽ không phải nói nhiều bởi vì chắc là mọi người cũng biết rồi, mình tên là Thành. Mình với Trinh thì cùng học với nhau ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và bắt đầu mối tình của chúng mình thì cũng quen nhau từ đấy. Cũng giới thiệu trong clip cưới rồi đúng không? Cũng kiểu qua qua thôi. Thì bọn mình là cùng sinh hoạt ở trong đội văn nghệ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hồi đấy mà... mình thì là trong đội hát, còn Trinh thì là trong đội múa. Và có một lần bọn mình tham gia liên hoan tiếng hát sinh viên toàn quốc đúng không? Đấy là kỷ niệm đầu tiên mà chúng mình quen nhau. Hồi đấy thì mình hát hơi chán cho nên là mọi người cho mình sang đội múa. Và mình múa cặp cùng với Trinh. Thế là hai đứa kiểu múa cùng với nhau. Nhưng mà cái thời gian tập nó cũng rất là dài ấy, phải một tháng gì đấy mà ngày nào cũng gặp nhau. Thế là tự nhiên kiểu này sinh tình cảm ấy, với cả kiểu chắc thế mình xinh quá nên là... Đấy, thực ra là lúc đầu mới vào trường đại học thì cũng không biết nhau. Nhưng mà kiểu cũng bạn có bạn chung nhiều ấy, nên là cũng biết nhau ở trên Facebook thôi. Cho đến một hôm thì mình nhìn thấy ở nhà văn hóa của NEU. Thế xong mình thấy là ôi bạn này kiểu mũi đẹp vãi. Đấy, thế thôi, nhưng mà kiểu mình cũng không nói gì. Thế xong về sau bắt đầu tập tành với nhau nhiều thì mới quen nhau dần dần. Thế xong rồi yêu nhau. Một phút cho anh Thành giới thiệu bản thân nha chị. Đấy, anh Thành giới thiệu bản thân đi. Một phút á, bản thân anh mà có nhiều để giới thiệu như thế cơ. Ok nhá, anh tên là Thành. Anh năm nay bao nhiêu tuổi đã? 28 tuổi. Có khá là nhiều bạn, nhanh lướt qua nhiều bạn thắc mắc về nghề nghiệp của anh thì thực ra anh cũng làm khá nhiều nghề. Nên là không biết giới thiệu như nào cả, nhưng mà nói chung nghề chính của anh là về kinh doanh. Ngoài ra thì anh có tham gia một số lĩnh vực đầu tư nữa, ví dụ như là bất động sản hay là chứng khoán. Nói chung okay. Là nhiều ngành nghề lắm, xong nhiều rồi nghề lái xe này. Nghề xe, bảo vệ này. Sau sắp tới có thể anh sẽ thành là ông Thành Vlog nữa các bạn ạ. Giặt quần áo, nấu cơm rồi các kiểu đấy. Nhiều nghề lắm. Anh quê ở Nghệ An. Và anh ra Hà Nội khi mà anh bắt đầu học Đại học Kinh tế Quốc dân. Ấn tượng đầu tiên của anh chị về nhau là gì? Là gì? Ấn tượng đầu tiên của mình khi mà nhìn Trinh ấy là... Cái này là đầu tiên mình được nghe này. Mấy lần trước hỏi không trả lời đâu. Cũng là lần, chắc là lần gặp đầu tiên thì là hồi đấy bọn mình hay sinh hoạt ở nhà văn phòng đoàn đúng không? Văn phòng đoàn của trường Kinh tế Quốc dân. Thì mình bị ấn tượng bởi có một bạn trông rất là xinh xắn, trông rất là trắng và mắt rất là to. Đấy, còn mình thì ấn tượng lúc đầu mỗi cái mũi thôi. Còn kiểu về toàn thể ấy thì cũng mày cũng không để ý lắm ấy, chỉ đến lúc ấy kiểu nhìn ngang này thì thấy đẹp thế thôi. Còn mình thì ban đầu trông cũng hiền ấy nhưng mà thực ra không hiền lắm. Anh chị đã bao giờ cãi nhau chưa và giảng hòa như thế nào ạ? Thực ra nếu mà cãi nhau nhỏ nhỏ thì ngày nào sẽ cãi nhau. Bọn mình cũng nói chung là ai mình nghĩ là cũng thế thôi, sẽ cãi nhau. Có những chuyện cãi nhau nhỏ nhỏ đúng không, mà cũng có lúc cãi nhau to, nhưng mà mình nghĩ cách giải quyết mà ôn hòa tốt nhất chắc là im lặng. Thực ra thì nếu mà khi mà về ở chung một nhà ấy, cái chuyện cãi nhau là chuyện rất bình thường luôn ấy. Cãi nhau từ cái chuyện để cái ghế, cái bàn như nào này, xong rồi bàn với nhau những chuyện gì ấy, xong rồi muốn mua sắm cái gì ấy, cũng hay cãi nhau, mà nhất là bọn mình bằng tuổi nhau nữa, mà đứa nào cũng có chính kiến riêng.
nên là chuyện cãi nhau là chuyện rất là bình thường luôn. Nhưng mà lúc nào mà mình cảm thấy là cãi nói nữa ấy, chẳng đi đâu cả, thế là mình thôi không nói nữa. Thế xong một lúc sau kiểu thôi xong rồi im một lúc thì cả hai bình tĩnh lại này, thì quay lại xong rồi đến tối trước khi đi ngủ thì kiểu bàn lại một lần nữa thì thôi. Còn cãi nhau to thì nói chung là cũng có nhiều bạn hỏi là hai anh chị đã bao giờ chia tay nhau chưa. Thì rồi, hồi xưa bọn mình cũng đã chia tay nhau một lần, hai ba năm gì đấy. Thế xong rồi đến lúc mình về Việt Nam thì bọn mình mới kiểu cũng mất một thời gian ấy để qua lại rồi các thứ đấy, thế chứ không phải là thời gian để bắt đầu lại đúng không, chứ không phải là trong suốt cả 9 năm thì bọn mình kiểu lúc nào bình thường như này ấy. Đấy, nói chung là cũng có lúc lên lúc xuống chứ không phải là lúc nào cũng vui vẻ được, mà mình nghĩ là đôi nào cũng thế. Thực ra người ta cũng nói mà, nó phải có thăng trầm đúng không, còn nếu mà nó cứ đều như thế có khi lại không đến happy ending được đúng không? Hai anh chị bắt đầu hẹn hò nhau như thế nào và ai là người mở lời trước? Nào, trả lời đi. Bọn mình bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên là như hôm trước mình có tiết lộ trong video cưới là vào ngày 20 tháng 11. Hôm đấy thì mình có hẹn Trinh đi xem phim. Đi ăn thịt xiên. Phim Aftershock nhỉ, đúng không? Aftershock. Và về mình không thể nhớ được nội dung phim là gì cả. Thực ra thì đúng rồi, tại vì khoảng nửa đầu bộ phim ấy thì bọn mình vẫn xem bình thường. Thế xong đến đoạn sau thì kiểu mình bị đấy, ôm phát như này. Thế là thay cho lời, thay cho lời, ngỏ lời. Từ lúc đấy là ngồi im thin thít đến cuối bộ phim luôn. Và thật bây giờ là 9 năm mình vẫn không thể nhớ được cái bộ phim đấy nó nói về gì luôn. Chắc có khi là phải tìm xem lại phim đấy. Chắc không làm phải xem lại. Làm sao chị biết anh Thành là Mr. Right của chị? Chị cũng không biết nữa, đấy là cái kiểu cảm giác của mình thôi ấy. Với cả thế là chị thích là bởi vì anh Thành rất chăm chỉ. Chị rất thích những người đàn ông chăm chỉ và hay tìm tòi các thứ. Bố chị thì là một người rất là hay sửa các thứ trong nhà. Và anh Thành cũng là một người như thế, rất thích dọn dẹp rồi kiểu sửa đồ đạc ấy. Rồi chăm chỉ. Và nhất là chị thấy là anh Thành rất là quan tâm đến mọi người. Không chỉ là quan tâm đến mọi người của nhà anh ý, mà đối với cả gia đình chị, anh ấy cũng rất là nhiệt tình và rất là quan tâm đến mọi người, nên là chị thấy cái đấy là cái mà chị thấy là quan trọng nhất. Ngoài tình yêu ra tất nhiên. Thực ra là cũng phải mất đến 9 năm đúng không? Mới trả lời được câu hỏi đấy. Tất nhiên là sẽ có nhiều nhược điểm, nhưng mà những cái ưu điểm mà mình có thể nhặt ra được thì nó vẫn vượt lên trên những cái nhược điểm đấy. Và những cái nhược điểm đấy mình thấy là nó cũng không đáng để kiểu gọi là gì nhỉ? Không đáng để chấm dứt đi, nên là mình nói chung là nhiều ưu điểm hơn. Có bạn hỏi là sao anh chị giỏi thế ạ? Mua cả nhà và xe trước khi kết hôn luôn. Thực ra đầu tiên thì cũng phải có điều kiện về tài chính đúng không? Thì thực ra thời gian vừa rồi sau khi ra trường thì mình với cả Trinh thì cũng có một số may mắn ở trong công việc. Thì bọn mình đã để dành ra được một cái khoản tiền. Và khi mà quyết định là sẽ kết hôn và khi có con thì những cái như là nhà và xe mình nghĩ là những cái thứ rất là quan trọng, rất là cần thiết khi mà mình quyết định là có em bé. Thì bọn mình đã quyết định là sẽ phải mua nhà và mua xe ở trong năm nay luôn. Ví dụ như là bản thân mình ấy thì không bao giờ có chuyện là cứ cưới xong rồi tính tiếp, mà là mình phải xong xuôi hết khi mà mình biết mọi việc đã ổn rồi thì mới quyết định. Đó, nên là cũng rất là may là năm nay bọn mình xem ấy thì là nếu mà có con thì là hợp tuổi ấy, nên bọn mình quyết định là làm tất cả mọi thứ trong năm nay. Chứ thực sự là để mà làm tất cả mọi thứ trong một năm ấy nó rất là mệt. Và trước khi cưới ấy, Trinh bảo là muốn cưới vợ thì phải có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, hay là không thì mua nhà mua xe đi. Mình nghĩ là chọn phương án 2 dễ hơn ấy. Không phải có nhà có xe mà là tức là cái thực ra cái tài sản này là của cả hai người, chứ không phải là mình yêu cầu là phải có thì mình mới lấy, mà là tài sản đấy là của chung hai bọn mình. Và mình nghĩ là khi mà mọi việc về kinh tế nó đã ổn định rồi thì cuộc sống nó mới thoải mái được. Chứ khi mà lấy nhau về xong rồi cứ phải chật vật để lo cái này cái kia ấy, thì nó cũng tất nhiên là lấy nhau xong vẫn phải đi kiếm tiền, nhưng mà mình có những cái nó vững chắc rồi ấy thì cuộc sống nó sẽ hạnh phúc hơn, theo mình thấy như thế. Có bạn hỏi là có một kỷ niệm nào mà anh chị nhớ nhất?
thì để trong lúc chồng mình nghĩ về một kỷ niệm nào đấy thì mình sẽ nói về một kỷ niệm mà chắc chắn nó nói xấu mình cho xem. Thì hôm đấy là bọn mình đi Hà Giang cùng với nhau. Thế xong khi là bọn mình, lúc đấy mình vừa mới tắm xong, tóc mình đang còn ướt. Xong lần đầu tiên trong cuộc đời chồng mình nói là ôi để chồng sấy tóc cho, để chồng sấy tóc cho, chồng có cái lược này kiểu làm xoăn các kiểu ấy, cái lược xoắn tròn ấy. Thế xong rồi ông bắt đầu lôi tóc mình ra để uốn xoăn, lúc đầu cũng rất là điêu luyện. Nhưng được khoảng 2 phút sau, tóc mình dính chặt vào cái lược đấy, kiểu nó bị rối tung ấy lên ấy. Thế là xong, lúc đấy bọn mình phải mất khoảng 30 phút rồi. Muốn gỡ mà phải chỉ cắt. Chỉ để gỡ cái tóc đấy mà cảm giác như chuẩn bị phải cắt tóc đến nơi ấy. Chắc là cũng đứt một số nhiều tóc ở trên cái lược đấy. Thế là sau lần đấy, cứ mỗi lần chồng mình bảo là sấy tóc cho mình là mình từ chối ngay lập tức. Một câu hỏi nữa là hai ông bà có thể bật mí tật xấu của nhau không ạ? Cho mình nói trước. Ông Thành khi mà chỉ có hai vợ chồng thôi thì rất hay thả bom. Đấy là tật xấu mà không ai biết. Nhưng mà sao lại không ai biết? Chỉ có trước mặt mình thôi, chỉ có trước mặt mình, chỉ có hai vợ chồng trong phòng thôi. Thì kiểu tự nhiên quay ra bảo chồng thả bom nhá. Rất cảm ơn. Đấy, xin phép đàng hoàng rồi đấy. Còn nói về Trinh thì tật xấu à? Thực ra là rất là nóng tính và hay cáu ấy. Tức là bình thường thì rất là hiền, nhưng mà ví dụ có cái chuyện gì đấy chẳng hạn, ví dụ như là một chuyện đơn giản như kiểu là Trinh ấy có cái tính não cá vàng nhá, rất là hay quên. Còn mình thì là rất hay là người hay nhắc ấy. Quên cái việc gì mình rất hay nhắc, và nhắc nhiều quá bà này bà lại cáu lên, bà lại quát ầm lên. Biết rồi. Cuộc sống trước và sau hôn nhân của hai anh chị có bị thay đổi nhiều không, và làm thế nào để hai anh chị có mối quan hệ bền ạ? Cái quá trình mà mình yêu nhau rất là lâu rồi, từ lúc mà sinh viên là không có tiền, không có, nói chung cũng không có gì trong tay cả ấy. Và lúc đấy cũng không hiểu biết gì nhiều lắm, cho đến bây giờ là rất là lâu rồi, và nói chung là bọn mình cũng gọi là lớn lên cùng nhau luôn ấy. Nên là đến lúc cưới nhau về thì cũng thật sự cũng không thấy có gì bất ngờ lắm. Thực ra về mối quan hệ giữa hai đứa thì nó không có gì thay đổi cả. Nhưng mà về môi trường, về thời gian riêng cho bản thân thì chắc chắn nó sẽ thay đổi. Bởi vì lúc đấy thì mình không chỉ có mỗi bản thân mình nữa, mà lúc bây giờ mình đã có một gia đình nhỏ rồi, có vợ và sắp tới có con rồi, thì chắc chắn cái về công việc, về thời gian cho bản thân mình sẽ phải sắp xếp rất là nhiều để cho nó hai đứa có thể phù hợp với nhau. Tại vì thực ra bây giờ bọn mình vẫn ở cùng với cả bố mẹ mình ấy, nên là cũng mọi việc nó vẫn như hồi trước ấy, cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà đến khi có con rồi chắc là sẽ thay đổi nhiều. Chứ còn bây giờ thì thấy vẫn bình thường. Tại vì mỗi người cũng làm việc trong một phòng riêng, rồi đi chơi thì cũng toàn bạn chung từ xưa đến giờ ấy, 9-10 năm cũng toàn những người bạn đấy. Nên là cũng không thể có gì khác bình thường cả. Nhưng mà đợi đến lúc có con thì chắc chắn là sẽ là một sự thay đổi lớn. Bao giờ có con rồi còn sang nhà mới nữa. Nói chung là đến lúc đấy tất cả mọi thứ đều thay đổi ấy, thì sẽ là khác. Còn bây giờ thì vẫn thấy bình thường. Rồi cũng có rất nhiều bạn hỏi về chuyện yêu xa như thế nào. Thì mọi người hỏi kinh nghiệm yêu xa như thế nào ấy. Mình chỉ nghĩ là nói chung yêu xa thì chắc là cách tốt nhất để giữ gìn là kiểu dành nhiều thời gian để nói chuyện cho nhau ấy. Mặc dù là kiểu thời gian nó hơi lệch nhau một chút, nhưng mà nếu mà mọi người cố gắng là để dành thời gian cho nhau ấy thì sẽ tiếp tục được. Còn nếu mà không thì tự nhiên kiểu khoảng cách rồi thời gian các thứ không gặp nhau, không nhìn thấy nhau ấy thì nó sẽ giãn ra, thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Đấy. Cái quan trọng nhất là các bạn phải tuyệt đối tin tưởng vào người bạn của mình, và phải tạo cho người bạn của mình tin tưởng tuyệt đối vào mình. Và tất nhiên cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là tình yêu. Hai bạn phải yêu nhau thì mới có thể yêu rất là nhiều ấy, thì mới có thể yêu xa với nhau được. Với cả theo mình ấy, là để mà có thể giữ được yêu xa bao nhiêu năm đấy thì hai người đều phải có chung một cái mục đích là bao nhiêu năm nữa thì sẽ như thế nào ấy. Chứ nếu mà cứ tiếp tục nhưng mà không biết nó sẽ đi đến đâu ấy, đúng rồi thì đấy, cảm giác như nó sẽ mất cả thời gian của cả hai người. Và khi đấy thì mình cũng sẽ làm kiểu bù đi những cái cơ hội khác của mình chẳng hạn ấy. Một cái lý do mà mình với Trinh đã chia tay nhau trong 2 năm là bởi vì đến thời điểm đấy nó quá mông lung ấy, bọn mình không biết được là
Trinh thì đi du học cũng không biết là có về hay không, và mình thì cũng không biết tương lai của mình như nào cả, nên là bọn mình mới quyết định là chia tay nhau. Lúc đấy thì kiểu cũng không biết là sẽ như thế nào nên là quyết định là thôi. Nhưng mà nếu mà mọi người xác định ấy là sẽ chắc chắn là sẽ yêu đến mấy năm đấy xong rồi sẽ về chẳng hạn, hoặc là người kia sẽ sang, hoặc là sẽ quyết định làm một cái gì đấy cùng nhau ấy, thì nó sẽ được lâu dài hơn. Câu hỏi cuối cùng là có một bạn nói là chị hãy lập một kênh riêng cho anh Thành đi. Thực ra thì bọn mình đã lập một kênh để dành cho gia đình rồi, và đấy sẽ là nơi mà Thành với cả Trinh sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm cho cuộc sống gia đình cũng như là bỉm sữa sắp tới. Đấy là vlog kiểu vui vui hàng ngày các thứ để chia sẻ với mọi người. Còn về bản thân mình thì mình cũng có những cái công việc riêng của bản thân mình nữa, và nên là không thể đủ thời gian để tự mình làm một kênh vlog. Và mình thì cũng muốn là được làm video cùng với Trinh và có thể là em bé sau này nữa. Nhiều bạn thắc mắc là tại sao cái kênh kia chỉ có 2 video mà kênh này, tức là nhiều mọi người vẫn không phân biệt được hai kênh với nhau ấy. Thì kênh này là Trinh Phạm, còn kênh kia là Trinh Phạm Vlog. Còn về sau nếu có em bé mà có đổi tên lại thì lúc đấy sẽ nghĩ sau ấy. Còn lúc đấy bọn mình cũng không nghĩ gì nhiều ấy, chỉ nghĩ là có một cái kênh khác để cho gia đình mình thôi. Nên nếu mọi người muốn subscribe kênh đấy thì mình sẽ để ở dưới description box nhá. Chắc là ngày hôm nay bọn mình sẽ chia sẻ đến đây thôi, tại vì video này chắc cũng đã dài rồi. Ừ, chắc là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau ở những cái video tiếp theo đúng không? Nếu mọi người còn câu hỏi gì nữa thì có thể follow bọn mình ở trên Instagram và gửi cho mình ở trên đấy, tại vì thường bọn mình sẽ update ở trên đấy nhiều hơn ấy. Còn những cái gì quan trọng về gia đình thì sẽ là ở kênh bên kia. Còn lâu lâu thì sẽ cho ông Thành xuất hiện ở một vài cái thử thách với các challenge ở bên channel bên này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này, và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Bye.